Okay, you chose down a TP. Okay, chúng chúng như là bốn phương vị trong ở giữa rộng nó như vậy ta B và ta C nâng mùng đá nâng mùng B A C có mối cho dương rung pháp như vậy thì cao là B C tiếp bí cho dương kẹt B A B và A C nâng làm tên này thì cao là B C rộng tầm tiết thì bây rộng xin mì kẹt vào mạng thì tôi đã lực trang một lòng ABC trong tình hình A thì 4 sửa em mua những cấp chất AB hay ROC kiểu như ROC sẽ mới càng hoàn phê mua được tăng sửa S trong A chứ người ta làm hạn ít nhưng mình mơ tớ bị dự của bạn ta mình dự bài thì cũng không cả nên những con được ROC ta mà về thì sửa máu. Chỗ đó là khi mùi vào cái dân kiện đi nom này ta ảm đi nom ta ảm đi chân nằm bây rồi nom này ta ảm đi bán như trời rốt ở vị ta ảm đi xem nó ta ảm đi xem nó ảm đi thì dọc bê đó ảm á dọc bê đó ảm từ dọc bê đó nó mát khiến phụ tật cắt ảm đi bán được chiều được tí. Tôi mà nói là xôn đỏ bí mà chỉ đỏ bí buôn đỏ của mỗi mà chỉ đỏ bí mà trên thì mà nom này ta bí khi mà nó rước này bí rước bí chỉ cái đấy buôn đỏ bí chỉ cái đấy buôn đỏ bí là chỉ cái đấy
Okay, so I'm there, maybe try to cheer from by you, from by book to moon and moon, book moon. Try to read up a moon. So try to cheer moon. Okay, so I'm there, you rock normally with the AC. Chúng bây giờ nông được ta xe bán dưới rô của ta xe xe máu hay chăm dưới một vẹn nông. Chứ như bán là với ta xe cứ bây giờ dưới rộng anh cứ với ta xe xe máu lắm. Xe như bán được chứ ở như xe đó à là dịch bí rộng bí. Bốn đỏ phí phí hai chữ đỏ thì chắc là non được là xí chứ một cái ấn hóa phí là chữ rê bốn phí là chữ rê đỏ phí là chữ rê tổng tiết dụng bán được hai chữ rưu nấy mười một bảy bốn bốn hai chữ rưu tăng mười hai chữ bốn. Thì tôi tiếp theo dương rộp mông bây giờ xe hả? Và dương rộp mông bây giờ xe. Thế nên bật đi bật hết nơi trời cao nữa. Chân dương bây rộp mông bây giờ xe và cứ thế sao thì mình cũng phải biết là mẹ A, B, C chân B, A, C cứ chỉ muốn ta ta này chứ khi mà thế sao thì dương miên A, B và scale A, C cứ mà nó mới cả A, B cũng nó mới cả A, C cũng nó cũng ta ta cứ còn nắng mà. Tổng tiết dương miên nóm thì dương miên hái và ta vậy thì dương tới chám nó cứ được xa ta ai dương miên thì cùng này mà lại ai dương cứ tí tí vào muối chúng này đi dương miên mà lại bây dương miên là phi buộc nằm phi được phi và mạnh lắm cứ xôn bốn. Chúng ta sẽ dùng như là phi bục phi rù phí bốn bốn chắc chúng ta A, B, scale A, C và để xa A, B dân mấy dù rù phơi là A, B dân cho các bạn phi rù phí và đi vào địa chỉ đỏ phí đi vào địa chỉ đỏ phí phi A, C A, C dân rù phơi mong bức là phí, 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 phí. Chứ như ngày nay chúng con phía máu dù mà được chia phí, 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 và bốc, nên phải chia đỏ bốn, nên phải chia bốc bốn. Bốc đỏ đó trên bốc, ngày nay, máu cứ AB cứ bốn và A, C cứ bốn lá một cốt tái cho nên bây giờ tôi toàn hóa thời phần bảy là từ phần bảy thì thay chỉ còn là mối cô ta ta chương tìm an cô ta ta mà mà chúng mua được mua được tiền đó chương mà ta ta mà nó mỗi lúc kia có mỗi lúc kia từ mà nó sẽ bị rồi chẳng đợt xa tại mùng viết mà nó sẽ bị rồi chẳng mùng mà nó sẽ bị rồi người ta sẽ đi cao hơn ABC từ nên chung tích mà cái này đòi AB xoan là AC rồi AB xoan là AC nông bún hay tata xong rồi
ចឹងវានាំមកទីបានទីបានត្រីចោលអានដូចស៊ីបានជាត្រីចោលសាមញ្ញរហូតជ្រុងវាស្មើគ្នាពីរហើយតោះមកមានមុំមួយដែរស្មើ50ដែរចឹងនេះ60នេះ60នេះ60ដែរអូខេចឹងវាជាត្រីចោលសាមញ្ញអឺលំហាត់ចូលដល់ទី2បាទេទីវាចង់យើងយកអាបេខ្វាយអាសេនឹងរកត្រឡប់ពេញនៃតកោអាសេបាទរកអាបេខ្វាយអាសេរួចរកត្រឡប់ពេញនៃតកោអាសេជួយយើងគាត់តែយើងធ្វើទៅតែម្ដងមកយើងតែទៅតែម្ដងវាមកវាបានអាបេបាទខ្វាយអាសេអ៊ីមស៊ីនេះចាអាអ៊ីយើងប្រហែលដែរអាបយើងគឺរកឃើញនេះទីទីនេះខ្លះជាដក2នេះខ្លះជាដក2នេះខ្លះជាទីរូបីនេះខ្លះជាទីនេះខ្លះជាដក2អូខេយើងបកដាក់ទីម្ដងមកយូរណាស់យើងប្រើទីតាមឡើងទៅនេះមកដល់2 2 12 12 2 energy 2 2 2 2 12 12 2 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 2ចំណុចហើយ4 4 4បាទ2នេះគុណវាមកហើយជា4ទៅ2ដល់ដល់នេះបូក4ទៅ2បាទ4នេះបូកជាមួយនឹង4ទៅ2បូកនឹង4ទៅ2បាទនេះហើយជា 8i នេះដល់នឹង 8 ទៅ 2 C នេះបង82នេះគឺចប់ហើយនេះយើងបានអូខេសូរីដកដកនេះដកមកសិនអូខេយកមកជំនួសនេះសូមជិះបន្តទៀតយើងកែនេះកលាផ្ទៃណាចាំយើងកែនេះផ្ទៃនេះយើងសង្ខេបអ្វីដែលយើងមាននេះយើងសង្ខេបអ្វីដែលយើងមានបាទនេះទុកបាទជើងក្លាផ្ទៃនៃត្រកោន ABC នៅគឺស្មើនឹងមូលពីរនាំនៅតែ B បាទហើយយើងចាក់ C ជើងមូលពីរនេះយើងចាក់នាំមកហើយជារឹសនៃបាទនេះគឺនាំនឹង3ទៅ4នៅមូលពីនេះគឺជា864ចំក្រាមមកនេះគឺជា1ដូក2បាទនេះ8បាទ8 4 4 8អាចថា2អូខេហើយបន្តមកទៀតគឺសួរថាដល់រោគសមការប៉ារ៉ាមីត្រ L1 ដែលកាយនឹងប្លង់ ABC ត្រង់ចំណុច A បាទចឹងទី3បាទនៅសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រចឹងមានថាយើងត្រូវមើលលើរូបបាទធនីមានក្នុងលំហគឺយើងត្រូវសម័យលើរូបអូសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រកាលណាវា
កែងជាមួយនឹងប្លង់ ABC ត្រង់ A ហ្នឹងថាវាមានពីតនមកប្លង់ A ហ្នឹងប្លង់ ABC ហ្នឹងមានតនមកអីមកដែលអាហ្នឹងស្មើ AB ខ្វែង AC ត្រង់ទីវាកាត់តាមចំណុច A អញ្ចឹងបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A ហើយកែងជាមួយនឹងប្លង់ហ្នឹងក៏វាក៏មានពីតប្រាប់ពីស្មើនឹងពីតនមកដែរជាពីបាន N ស្មើជាមួយនឹងអុយបាទពីបាន N ស្មើជាមួយនឹង U ជាតប្រតិស្មើនឹង AB ខ្វែង AC AB ខ្វែង AC យករកឃើញមិញគឺនេះណាគឺ8 0 8ឬ2បាទតោះមកទៀតយើងឲ្យសមីការអន្តរបរមាណហ្នឹងកាត់តាម A ទៅគឺយើងឲ្យវាស្រកអរិយមរៈអាគេមករឿងស្មាត់ស្មាត់នេះព្រោះរហ័ននេះគឺខ្លុកឡងចេញឡងចេញឆ្នាំនេះឡងចេញដល់គឺចេញបានបានអូខេអានេះយើងបានវិតអូខេយើងបានបន្តកាត់តាមអាអាយើងគឺមានអីខ្លះអាយើងគឺ226បានចាញ់ទីបានបត់អស់មកជួយជំនន់ឯកស្មារតីស្រងរបស់ទេរិទ្ធស្មារតីស្រងរបស់ទេហើយសកស្មារតីស្រងរបស់ស៊ីភីនេះនឹងជំនួយឲ្យចូលមកឯកស្រងគឺឯកអាទីមេគុនគឺរំលងទេបាទហើយរិទ្ធស្រងគឺទីបាទបងសុខទេz ស្មើនឹង6 3 អូខេបន្តទៀតយើងនឹងតបពីរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រគឺយើងរកស្វែមួយមកកាត់តាមស្វែមួយមានកប់ចិត្ត AB ទី4ចូលយើងរកសមីការប្លង់ពេបាទឡងពេមួយបាទប៉ាសវើអាចរំហាត់វិញបាទដែរបាទនេះទៅប៉ាសវើ S ត្រង់ត្រង់ A ដោយរកសម្រាប់ការប្លង់ពេវិញរកសម្រាប់ការប្លង់ពេអញ្ចឹងយើងត្រូវគូររូបសិនសាតាយើងមានរូបណាគូថានិមិត្តសំខាន់យើងសម័យលើរូបបាទនេះគឺជាស្វេអេសតែព្រមទៀតប្លង់ហ្នឹងគឺប្លង់ត្រូវយើងរកប្លង់ពេមួយដែរប្លង់ពេមួយដែលតាដែលខុសស្គែហ្នឹង SS ដែរហ្នឹងកំឡុងដល់មានកត់ចិត្តអាទៅតាមនេះអានេះបីតែព្រមទៀតគឺមានប្លង់មួយដែលប៉ះដល់ហ្នឹងខ្លងនឹងគឺប៉ាន់ដែរហ្នឹងខ្លងប៉ាន់ខ្លងនឹងខ្លងហ្នឹងគឺខ្លងពេលដែលយើងកំពុងរកហ្នឹងខ្លងពេលហ្នឹងគឺប៉ាន់ដល់ត្រង់ A ណាអញ្ចឹងយើងរកមិនដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺត្រូវដឹងថាខ្លងពេលហ្នឹងកាត់តាម A ហើយប៉ាន់ជាមួយនឹង square អញ្ចឹងមានថាអាចយើងនិយាយថាយើងយកវិទ្យា AB ហ្នឹងគឺជាវិទ្យា normal នៃប្លង់តែម្ដងព្រោះថាស្វែហ្នឹងគឺប៉ះជាមួយនឹងប្លង់ B ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងយកទាំងទីបានហើយនិយាយមានបាទគឺមានថាវិទ្យាប្លង់ B រួមមុនលកាយគឺ A ដែល X ដល់ A បូកជាមួយនឹង B តាម Y ដោយ Y A នឹង C តាម Z ដោយ Z A ស្មើ0អញ្ចឹង XA Y A Z A
យើងមានព្រោះពី5មកអត់អាយដូចថាយើងស្រាប់អ្វីដែលយើងមានបាទមានថាយើងមាន AB បាទជាតើ normal ដល់នោះបាទនេះអត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹង AB យើងមានស្រាប់គឺនេះកន្លែងនេះណាបាទ AB យើងមានស្រាប់អញ្ចឹងយើងគន់ដាក់ចូលមកជាការស្អាតមានថាអឺអញ្ចឹងយើងមានប្លង់យើងមាន AB ក៏យើងមានដែរពេលអញ្ចឹង AB មានគឺជាកូននៃ AB C ហើយ A យើង AB C AB គឺនេះ B ឬ B ដល់ B នេះដល់ B ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាបានជា2រូប2តាម x ដល់ xa xa យើង2b យើងគឺអត់ទេដល់2តាម y ដល់ ya y យើងនៅណាដែរគឺអត់ទេ ya ហើយគឺជា2នេះបាទចំណែក AC មកគឺដក2នេះមកតាមសិតដកជាមួយ6ស្មើទៅចំណែកឯគឺជាសម្រាប់ការប្លង់ណាសំណែកប្លង់អូខេអញ្ចឹងចំណែកទៅប៉ុណ្្នឹងណា